Xong Nhật xin chào các bác nhé. Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2022, là ngày 23 tháng Chạp rồi. Đây là mới lên sóng cái clip cuối cùng của năm 2022 âm lịch này. Vì em vừa về được 6 cái con máy hút ẩm. Đấy, cũng lên sóng để phục vụ các bác vào có thể là mấy ngày cuối năm nồm ẩm hoặc là những ngày đầu năm thì các bác nào mua để các bác alo cho em nhé. Đấy, còn hiện tại thì bên em nốt ngày hôm nay cũng là nghỉ rồi. Các đơn đi tỉnh là không gửi nữa, và chủ yếu là nếu mà bác mà mua được qua xe thì em gửi thôi, chứ còn nếu mà bưu điện thì thực sự là nó không đủ thời gian để mình gửi đi các cái tỉnh xa nữa rồi. Ở đây em có 6 cái con hút ẩm, toàn bộ là hàng nguyên zin đẹp. 3 cái con này là 3 cái con Hitachi, em đánh số từ 1 đến 6 lần lượt nhé. 3 con Hitachi này là hút 16 lít một ngày các bạn, hút 16 lít nhé. Đấy, điện 220V luôn, giao diện tiếng Anh rất dễ dùng. Đấy, máy thiết kế nhỏ gọn đẹp, công nghệ nano titanium khử khuẩn. Đấy, ba con này là hút 16 lít một ngày, điện 220V, em bán là 3,4 triệu một chiếc nhé, 3,4 triệu. Ở đây thì có tiếp theo là ba con bên này, có con Panasonic này, con này hút 20 lít một ngày, 3,8 triệu nhé. Đấy, tất cả đây đều điện 220V hết. Bây giờ lọc khí chủ hút ẩm thì em là lấy điện 220V thôi. Đấy, con Panasonic này rất đẹp này. Tiếp theo là con Hitachi này là hút 21 lít một ngày, điện 220V rất là đẹp này. Chiếc này em bán là 4,1 triệu nhé. Đấy, chiếc này, đây là một cái chiếc VIP nhất. Một con Hitachi cảm ứng, phím cảm ứng này các bạn này. Đấy, phím cảm ứng nhé. Con này của nó là hút là 25 lít một ngày. Hút 25 lít các bạn xem đúng không nào. 25 lít một ngày các bạn nhé. Đấy, đẹp, long lanh luôn như mới. Đấy, Hitachi hút 25 lít một ngày, hàng VIP đấy các bạn. Năm ngoái con này em nhớ em có một con. Đấy, năm ngoái có một con này, bán rất là sướng con này luôn. Đấy, con này các bạn nào lấy em để 5 triệu nhé, hàng VIP luôn. Hitachi. Đấy, hút 25 lít một ngày, phím cảm ứng cực đẹp luôn. Đấy, các bạn nào có nhu cầu thì các bạn ủng hộ nhé, các bạn alo cho em. Chào các bác nhé, chúc các bạn một năm mới mạnh khỏe. Chào các bác.